Xin chào tất cả anh em của Cú nha, anh em đam mê của Cú nha. Cọc hôm nay Cú chuẩn bị cho cọc đi với chủ mới nha anh em nha. Thì Cú ráp vào trong này để cho anh em xem. Hôm nay cọc bắt đầu đi với chủ mới. Đấy, tí nữa Cú sẽ cho đi với chủ mới nha anh em nha. Đây, Cú rất là tiếc luôn. Nhưng mà vì cái gọi là anh em với nhau, chơi với nhau thì anh em bảo bất lại cho anh em chơi thì Cú gửi lại cho anh em. Cọc to mà đẹp cao như này, chạy tốc độ như này thì có rất là ít nha anh em nhá. Đấy. Rồi, mắt đầu lực rồi. Con này là xuống Mỹ Đình nha anh em nhá. Và Mỹ Đình nhá. Đấy. Mặt lông của nó rất là ok luôn. Anh em yên tâm luôn. À, nếu mà anh em mà ai trực tiếp có nhu cầu lấy thì liên hệ cho Cú. Và con này là ngày mai sẽ đi Gia Lai nhá. Con vàng đi Gia Lai, còn con này thì có khách bác rồi, mình chưa gửi nhá. Chắc vài bữa nữa mới gửi nha anh em nhé. Đây. Mình đang chuẩn bị cái lồng nhé. Chuẩn bị cái lồng. Tí nữa gửi luôn anh em nhé. Các bác ai mà nhu cầu dùng chõ sang cầy cáo mà cực kỳ đẹp thì trực tiếp liên hệ cho Cú nhé. Cú sẽ cung cấp cho anh em. Bởi vì chó của Cú thì mấy hôm nay cũng còn khá là nhiều chó đẹp luôn. Thì anh em thật sự nhu cầu rồi thì liên hệ cho Cú. Đấy thì cũng khá là lâu rồi thì Cú cũng chưa muốn gọi là muốn gửi đi, nhưng mà ơi anh em đang cần thì Cú gửi cho anh em mang về chơi. Khi nào có con khác nào đẹp đẹp thì Cú cung cấp cho anh em nha. Chó rất là đẹp luôn anh em nhé. Mình sẽ đang chuẩn bị lồng. Chuẩn bị cái lồng gửi cho anh em nha. Đấy. 1:30 xe bắt đầu chạy từ trên này xuống Mỹ Đình nha anh em nhé. Khách nào mà nhu cầu dòng nào thì tin tưởng về cái chó săn của Cú thì trực tiếp liên hệ cho Cú nha. Cú sẽ cung cấp chó cho anh em. Còn những anh em mà đã mất lòng tin được không tin rồi thì Cú cũng mong anh em là cũng không nên hỏi Cú mà không nên mua. Còn nếu mà anh em đã tin tưởng về thì Cú vẫn cung cấp cho anh em bình thường. Thì dù có không làm được gì nữa thì anh em mình có thể trao đổi với nhau bình thường nhé. Cú cũng thấy thời gian này rất là mát mẻ rồi. Đang bảo dành được một chút thời gian thì sẽ mang đò lồng to, không có lồng bé. Ba anh đang để trên nhà ấy. Ừ, chuyển lồng to đâu, cho lồng to. Chuyển lồng to này mai kia đi mua lại lồng khác, không bảo anh gửi lại lồng to này về. Bắt xong em bảo vứt lên xe ấy. Con có mang đi chơi kìa. Con giờ đi chơi là. Bố mang để uống rượu đây. Báo rồi đấy. Thấy báo rồi đấy. Thấy bố để đâu rồi? Bút lông đầy mà tiền trong cái nhà. Bố ý thế đâu, đi gần thôi mà. Cho nó thoáng. Đây là cái bút lông mày nào. Dây cò trên đấy đầy mà. Tí ra cho lên trên mình ôn nhê vào nó mới dễ đâu. Ra này vào sợ nó đéo vào.
kéo cắt cái cao su bé bé mẹ. Bố mẹ không để cho người ta ăn cơm nó đắng lắm đó thì phải ăn. Đến giờ xuê chạy rồi. Chưa được ăn. Tí ăn ăn sâu. Thì chỉ đâu? Mỹ Đình. Lấy cái máy kia vào đây để anh lấy số máy. Đấy chưa? Đi đi. Người nhận thôi. Nhận là chứ sao đó là số điện thoại. Con có biết tắt đâu. Đây nha anh em nha, giữ là quý nó luôn. Đi ngoan nha. Làm việc tốt cho chủ mới nha. Nha. Nếu có duyên lại gặp lại nhau nha. Muối cực kỳ đẹp nha anh em nhá. Con này riêng gặp vệ lợn với lại hiêu thì không phải chê luôn rồi nha. Sáng rất là ok luôn. Anh em nha. Đấy. Những dòng cháu sang của cú chỉ đẹp như này thôi. Còn muốn nó đẹp hơn nữa thì nó không có đâu. Đấy. Giờ về dưới đấy là có lợn sổng này. Hiêu sổng này. Các loại đấy thì sẽ làm rất là ok. Về làm việc tốt cho chủ nha. Chó nhà mình cũng còn khá là nhiều nha anh em nha. Ngày mai mình lại có một con chuẩn bị đi ra live. Nhưng mà mình cũng chưa lên được video cho anh xem. Con đấy thì anh em cũng chưa từng nhìn thấy video nha anh em nha. Chó cũng khá là đẹp luôn. Nhưng vì là cái thời gian cũng rất là bận, cũng chưa có thời gian về nhà để quay video lên cho anh em xem. Lấy dây về bồ đi. Hai đứa đi rửa chân tay cho bé ăn cơm đi. Bồ chưa? Nhanh tí hết tí xe chắc không về đến đấy rồi đó, kiến thiết rồi đó, bên chợ rồi đó. Nó là 1:15 hay sao? Xe bắt đầu đi à? Ờ. Bố nhanh nhanh cho vào lòng hơn, chợ vào đấy luôn. Vừa gọi xong. Ngày mai chuyển luôn con vàng à. Con vàng tí để bảo ông kia kệ nào đây, mai sáng mai chuyển xuống luôn đi. Đéo phải trở về nhà nữa. Tối anh lên anh chở xuống đây luôn. Kìa, đi rửa tay đây kìa. Chở xuống đây mai lại cho bà lồng thì mệt lắm. Mày, thế đi sao? Chỗ không có đường mà đi à hả? Sáng nay mẹ quay nó cũng thế. Mình đang quay rửa chừng nó đi chuối luôn, che luôn. Đã hiểu. Mẹ có đầy đường mà không đi. Cho bà đi. Ra vào đằng sau đi. Châu gửi cái bao gạo cho chúng phải cái gửi con xe. Sao? Này, cho vào đây. Ôm vào hay là ra này vào nó có vào không? Này rồi. Tiếp tục này. Nè. Tiếp tục này. Cô phải kể cho tôi này. Con chó ác thế.
được rồi. Cần luôn cả quân đấy vào đây. Gì? Đó. Ôi giời ơi. Này. Ý. Kệ nó. Đấy, cái bao tải lót đây nè. Nó ấy nó không dám tải nữa. Nè. Mà nó chẳng có cần gì đâu. Đấy nha anh em nhá, chuẩn bị cho lên xây luôn bây giờ nhá. Bố lục cây bố, anh em nó lấy cây và cứ mất lấy cây nó à. Nhà mà phố bên em to. Con chó này phá nhiều nhở. Đào lên đi, cho vào xe này cũng được, xe đến đường nữa. Chuẩn bị đi nha. Ôi dồi ôi. Có là máy đèn quên mất. Con ở đây đi. Dính nha. Miệng nó túi lên đây. Con cho chú bảy sang. Cái mũ bộ rồi này.